Quyển 16 thứ 11 Tư sở thành địa phần 1. Như vậy đã thuyết văn sở thành địa, sao gọi là tư sở thành địa? Nếu nói lược thì do ba chủng tướng: A do tự tánh thanh tịnh, B do tư trạch sở tri, C do tư trạch các pháp. A tự tánh thanh tịnh do chín chủng tướng: một, như có người một mình ở chốn không nhà, tư duy quán xét thầm sâu, như điều đã được nghe, như điều đã thấu đạt, suy xét đạo lý các pháp. Hai, xả lìa tất cả điều không nên tư duy và tư duy tỉ mỉ thảm sâu điều nên tư duy. 3. Năng khéo rõ biết các cách thuyết bằng im lặng và thuyết bằng tiếng lớn. 4. Phản điều tư duy chỉ nương nơi nghĩa, không nương nơi văn. 5. Đối với pháp chỉ sanh tín giả ít phần, tức ở nơi ít phần pháp ấy dùng tuệ quan sát. 6. Bền bỉ tư duy. 7. An trụ tư duy. 8. Tương tục tư duy. 9. Đối với điều đã tư duy, năng khéo rốt ráo chọn không giữa đường nhàm chán sợ hãi thố trí khuất phục. Do chín tướng đây gọi là thành tịnh thiện tịnh tư duy. B. Tư trạch sở tri, đó là khéo tư duy chọn lọc nghĩa được quan sát. Những gì gọi là nghĩa được quan sát? Tức là ở nơi pháp có, rõ biết tướng có, ở nơi pháp không, phải có, rõ biết tướng không. Như vậy gọi là nghĩa được quan sát. 1. Quan sát pháp có, nên biết pháp đầy lược có 5 chủng: A. Pháp có tự tướng, B. Pháp có cộng tướng, C. Pháp có giả tướng, D. Pháp có tướng nhân, E. Pháp có tướng quả. A. Những gì gọi là pháp có tự tướng, nên biết pháp đầy lược có 3 chủng: 1. Có tướng thắng nghĩa, 2. Có tướng tướng trạng, 3. Có tướng hiện tại. Có tướng thắng nghĩa tức là trong các pháp, nghĩa lìa lời nói, là sở hành cảnh giới của trí xuất thế gian, là tướng phi an lập. Có tướng tướng trạng do nương 4 chủng quán sát tướng trạng: 1. Ở xứ ấy có được tên như vậy, 2. Ở xứ ấy có được sự việc như vậy, 3. Tên gọi đây, sự việc đây không phải không được xác định, trong đây không được xác định là vì nguyên nhân mê loạn hoặc vì vô thường. 4. Tên gọi đây, sự việc đây, tùy chuyển không bị ngăn ngại, không phải, hoặc ở xứ đây tùy chuyển, hoặc ở xứ đây thối hoàn. Có tướng hiện tại, tức là nếu đã sanh và tánh nhân quả, tất cả như vậy hợp chung là một, gọi là pháp có tự tướng. B. Những gì gọi là pháp có cộng tướng, nên biết tướng đây lại có 5 chủng: 1. Cộng tướng chủng loại, 2. Cộng tướng do thành tựu sở tác, 3. Cộng tướng của tất cả hành, 4. Cộng tướng của tất cả hữu lậu, 5. Cộng tướng của tất cả pháp. Cộng tướng chủng loại tức là mỗi chủng loại riêng biệt như sắc thọ tưởng hành thức hợp chung là một, gọi là cộng tướng chủng loại. Cộng tướng do thành tựu sở tác tức là pháp thiện hữu lậu đối với sự chiều cảm quả ái, do năng thành xong việc làm cộng tướng gọi là cộng tướng. Pháp thiện hữu lậu đối với sự chiều cảm quả ái như vậy, thì pháp bất thiện đối với sự chiều cảm quả phi ái, niệm trụ, chánh thắng, thần túc, căn, được giác tri, đạo tri, các pháp trợ bồ đề phần đối với sự chiều cảm đắc bồ đề, do năng thành xong việc làm cộng tướng gọi là cộng tướng, nên biết cũng vậy. Cộng tướng của tất cả hành, tức là tướng của tất cả hành tánh vô thường. Cộng tướng của tất cả hữu lậu, tức là tướng hành hữu lậu tánh đều là khổ. Cộng tướng tất cả pháp, tức là tướng của tất cả pháp tánh không vô ngã. Tất cả như vậy hợp chung là một, gọi là pháp có cộng tướng. C. Những gì gọi là pháp có giả tướng, đó là nếu ở xứ đây lược có 6 chủng ngôn luận sanh khởi, nên biết xứ đây gọi là có giả tướng. Những gì gọi là 6 chủng ngôn luận: 1. Ngôn luận tương ưng có chủ, 2. Ngôn luận xa lìa đây kia, 3. Ngôn luận chúng cộng thi thiết, 4. Ngôn luận các pháp tụ tập, 5. Ngôn luận không khắp tất cả, 6. Ngôn luận không phải thường. Ngôn luận tương ưng có chủ là các ngôn luận phối hợp với chủ mới hiểu được tướng ấy, không thể không có chủ. Như nói khi sanh, sanh của ai đây, đợi có chủ mới phát khởi ngôn luận đây, đó là sanh của sắc, sanh của thọ tưởng hành thức. Không phải như lúc đã có sắc sanh mà nói sắc của ai đây, đây không cần đợi có chủ mới phát khởi ngôn luận. Sanh như vậy thì lão trụ vô thường, tâm không tương ưng hành, để chỗ thích hợp phải nên biết được tận, đây gọi là ngôn luận tương ưng có chủ. Nếu ở xứ đây khởi ngôn luận đây, nên biết xứ đây là có giả tướng. Ngôn luận xa lìa đây kia, tức là các ngôn luận không phải lấy đây để hiển đây, cũng không phải lấy kia để hiển kia, đây gọi là ngôn luận xa lìa đây kia. Ngôn luận lấy đây hiển đây là ngôn luận ở nơi xứ thật tướng chuyển, cũng ở nơi xứ giả tướng chuyển. Ngôn luận lấy kia hiển kia cũng là ngôn luận ở nơi xứ thật tướng chuyển, cũng ở nơi xứ giả tướng chuyển. Ngôn luận không phải lấy đây hiển đây, cũng không phải lấy kia hiển kia, là ngôn luận một hướng ở nơi xứ giả tướng chuyển. Sao gọi là ngôn luận lấy đây hiển đây là ở nơi xứ thật tướng chuyển, như nói sự rắn chắc của đất? Sao gọi ngôn luận lấy đây hiển đây là
ở nơi xứ giả tướng truyền. Như nói sự tròn của đá, như sự rắn chắc của đất, sự tròn của đá, thì sự ẩm ướt của nước, sự giọt của dầu, sự ấm của lửa, sự cháy bùng của ngọn lửa, sự lay động của gió, sự khua của gió lốc nên biết cũng vậy. Sao gọi là ngôn luận lấy kia hiển kia ở nơi xứ thật tướng chuyển, như nói nhận biết của mắt, cảm xúc của thân, hết thảy như vậy. Sao gọi ngôn luận lấy kia hiển kia là ở nơi xứ giả tướng chuyển, như nói sự uống ăn xe cộ, y phục đồ trang sức là những tên gọi mà Phật dùng chỉ các đức tính khác nhau. Sao gọi ngôn luận không phải lấy đây hiển đây, cũng không phải lấy kia hiển kia là một hướng ở nơi xứ giả tướng chuyển, như nói cửa của nhà, tường của nhà, miệng của bình, bụng của hũ, xe của quân, cây của rừng, ba của mười, mười của một trăm. Hết thảy loại như vậy gọi là ngôn luận xa lìa đây kia. Ngôn luận chúng cộng thí thiết, đó là ở nơi ngôn thuyết giả lập, ngôn luận tự tánh của sáu chủng tướng trạng. Một tướng trạng sự, hai tướng trạng sở thức, ba tướng trạng tịnh diệu, bốn tướng trạng nhiều ích, năm tướng trạng ngôn thuyết, sáu tướng trạng tà hành. Tướng trạng sự tức là sở thủ của thức, tướng trạng sở thức tức là sở thủ của tác ý, năng khởi nơi thức. Tướng trạng tịnh diệu tức là sở thủ của xúc, tướng trạng nhiều ích tức là sở thủ của thọ. Tướng trạng ngôn thuyết tức là sở thủ của tưởng, tướng trạng tà hành tức là sở thủ của tư. Ngôn luận các pháp tụ tập tức là ngôn luận ở nơi nhiều sự việc hòa hợp lại kiến lập tự tánh, như ở nơi nội sắc thọ tưởng hành thức kiến lập trùng trùng ngôn luận, như ngã ở nơi ngoại sắc thành hương vị xúc hòa hợp khác nhau kiến lập trùng trùng ngôn luận, như nhà cửa bình y phục xe cộ quân đội rừng cây. Ngôn luận không khắp tất cả tức là các ngôn luận có chỗ tùy chuyển, có chỗ không dùng, như ở nơi nhà cửa thì có ngôn luận về nhà cửa, ở nơi nhà cửa thì có chỗ tùy chuyển, nhưng ở nơi thôn xóm tụ lạc đình làng quốc gia thì có chỗ không dùng. Ở nơi bồn bình có ngôn luận về bồn bình, ở nơi bồn bình thì có chỗ tùy chuyển, nhưng ở nơi dụng cụ thì có chỗ không dùng. Ở nơi quân đội có ngôn luận quân đội, có chỗ tùy chuyển, nhưng ở nơi những loại khác như nam nữ trẻ nhỏ thiếu niên thì có chỗ không dùng. Ở nơi rừng có ngôn luận rừng, có chỗ tùy chuyển, nhưng ở nơi cái khác như gốc thân cành nhánh lá hoa quả thì có chỗ không dùng. Ngôn luận không phải thường do bốn chủng tướng nên biết: một do phá hoại, hai do không phá hoại, ba do gia hạnh, bốn do biến đổi. Do phá hoại tức là bình lọ bị vỡ rồi xả bỏ ngôn luận bình lọ, thay vào đó sai ngôn luận là miếng mảnh. Do không phá hoại tức là trùng trùng vật của hòa hợp hoặc dạng viên hoặc dạng bột, lúc bấy giờ xả bỏ ngôn luận trùng trùng tạp vật, thay vào đó là ngôn luận viên bột. Do gia hạnh tức là có một miếng vàng qua giai đoạn gia hạnh tạo thành các đồ trang sức như vòng đeo tay, bấy giờ xả bỏ ngôn luận miếng vàng, thay vào đó là ngôn luận vòng đeo tay. Do biến đổi tức là thức vướng ăn, đến lúc biến đổi bây giờ xả bỏ ngôn luận thức vướng ăn, thay vào đó là ngôn luận phần tiểu. Tất cả loại như vậy gọi là ngôn luận không phải thường. Tùy có sự vật phát khởi sáu chủ ngôn luận như vậy đến biết vật này đều là giả có, đây gọi là pháp có giả tướng. D. Những gì gọi là pháp có tướng nhân, nên biết nhân đầy lược có năm chủng: một nhân khả ái, hai nhân không khả ái, ba nhân trưởng dưỡng, bốn nhân lưu chuyển, năm nhân hoàn diệt. Nhân khả ái là pháp thiện hữu lậu, nhân không khả ái là pháp bất thiện, nhân trưởng dưỡng trước kia sanh khởi pháp thiện bất thiện vô ký, do tu tập khéo tu tập, nhiều tu tập năng khiến về sau sanh pháp thiện bất thiện vô ký chuyển chuyển tăng thêm mạnh mẽ gọi là nhân trưởng dưỡng. Nhân điều chuyển do chủng tử đây, do huân tập đây, do trợ bạn đây mà pháp kia lưu chuyển, đây đối với pháp kia gọi là nhân điều chuyển. Nhân hoàn diệt tức là các hành hoàn diệt, tạp nhiễm hoàn diệt, sở hữu tất cả đạo năng tịch tĩnh, năng bát niết bàn, năng hướng đến bồ đề và tư lương kia bao gồm cả phương tiện, năng sanh, năng trọn vẹn, gọi là nhân hoàn diệt. Như vậy gọi chung là pháp có tướng nhân. Nếu rộng phân biệt, nên biết tướng đây như trong tư duy nhân quả. E. Những gì gọi là pháp có tướng quả, đó là từ năm nhân kia, hoặc sanh hoặc được, hoặc thành tựu, hoặc trọn vẹn, hoặc dụng chuyển, nên biết đây gọi là pháp có tướng quả. Hai. Quan sát pháp không, nên biết tướng đây cũng có năm chủng: A. Chưa sanh không, B. Đã diệt không, C. Hữu tương không, D. Thắng nghĩa không, E. Rốt ráo không. Chưa sanh không là các hành vị lai, đã diệt không là các hành quá khứ, hữu tương không là các pháp khác do tướng còn lại, hoặc tánh xa lìa, hoặc tánh chẳng phải có, và các pháp còn lại cùng các pháp khác, tánh không hòa hợp. Thắng nghĩa không do tự tánh ngôn thuyết của thế tục giả đạt tánh để an lập ngôn luận.
Rốt ráo không là các loại rốt ráo không có như cổ gái đá. Bà quan sát năm chủng tánh có và năm chủng tánh không. Năm chủng tánh có: A. Tướng viên thành thật tánh có. B. Tướng y tha khởi tánh có. C. Tướng biến kế sở chấp tánh có. D. Tướng sai biệt tánh có. E. Tướng không thể thuyết tánh có. Tướng viên thành thật là tướng thắng nghĩa. Tướng y tha khởi là tướng của tướng duyên sanh. Tướng biến kế sở chấp là tướng giả thi thiết. Tướng sai biệt là tướng không hai. Tướng sanh tướng lão, tướng trụ, tướng vô thường, tướng khổ, tướng không, tướng vô ngã, tướng sự, tướng sở thức, tướng sở thủ, tướng tịnh diệu, tướng nhiều ích, tướng của tướng ngôn thuyết, tướng của tướng tà hành. Tướng không thể thuyết, do bốn chủng không thể thuyết nên gọi là tướng không thể thuyết. Một, vì không nên không thể thuyết, đó là có bổ đặc giả là đối với các uẩn kia, không thể tuyệt nói là khác hay không khác. Hai, vì thẳm sâu nên không thể thuyết, đó là pháp tánh lìa lời không thể nghĩ bàn, như pháp thân Như Lai không thể nghĩ bàn, cảnh giới ý, trừ Phật Như Lai diệt rồi về sau, hoặc có hoặc không, không thể tuyên thuyết. Ba, vì năng dẫn vô nghĩa nên không thể thuyết, đó là các pháp không thể năng dẫn pháp, pháp nghĩa, phạm hạnh, chư Phật Thế Tôn tùy chứng mà không thể thuyết. Bốn, vì sự an lập của pháp tướng, pháp nghĩ nên không thể thuyết, chỗ gọi là chân như so với các hành không thể tuyên thuyết tánh khác hay không khác. Năm chủng tánh không: A. Tướng thắng nghĩa tánh không. B. Tướng tự y tánh không. C. Tất cánh tự tướng tánh không. D. Tướng không sai biệt tánh không. E. Tướng có thể thuyết tánh không. C. Tư trạch các pháp. Nên biết đây có hai chủng: một, tư trạch nghĩa tố đát lãm kinh; hai, tư trạch nghĩa giả tha kệ tụng. Tư trạch nghĩa tố đát lãm như trong nhiếp sự và trong Bồ Tát Tạng phần dạy trao sẽ rộng thuyết. Tư trạch nghĩa giả tha lại có ba chủng: một, kiến lập thắng nghĩa giả tha; hai, kiến lập ý thú nghĩa giả tha; ba, kiến lập thể nghĩa giả tha. Một, kiến lập thắng nghĩa giả tha như kinh thuyết đều không có chủ tể và tác giả thọ giả, các pháp cũng vô dụng, dụng truyền chẳng phải không. Chỉ 12 hữu chi uẩn xứ giới lưu truyền sẽ kỹ, tất cả đây chúng sanh chẳng thể được, ở trong và ở ngoài tất cả đây đều không. Kẻ năng tu không đó cũng thường không sở hữu ngã, ngã thật không có do điên đảo vọng chấp, ngã hữu tình đều không, chỉ có pháp hữu nhân, các hành đều sát na. Còn không trụ huống dụng tư thuyết kia sanh khởi, là dụng là tác giả. Mắt không thể thấy sắc, tai không thể nghe tiếng, mũi không thể ngửi hương, lưỡi không thể nếm vị, thân không thể cảm xúc, ý không thể biết pháp, ở đây cũng không thể nắm giữ cùng sai khiến. Pháp không thể sanh khác, cũng không thể tự sanh, các duyên có nên sanh, không cũ mới, mới có. Pháp không thể diệt khác, cũng không thể tự diệt, các duyên có nên sanh, sanh rồi tự nhiên diệt. Lấy hai phẩm làm nương, bèn khá đắc sanh đây, nơi cảnh hằng phóng dật, lại nữa tà thăng tiến, cuốn trôi theo ngu si, đuổi theo tà thăng tiến, bị tham ái dẫn dắt, nơi cảnh thường phóng dật. Do các pháp có nhân, các khổ cũng như vậy, vì hai hoặc căn bản, 12 chi phân hai, không thể tự tác dụng, cũng không do người tạo, không ngoài đầy năng tạo, mà tác dụng chẳng không, không trong cũng không ngoài, không phải giữa hai chủng, bởi hành đây chưa sanh, đúng thời mới có được. Già các hành đã sanh, do đây nên không được, vị lai không có tướng, quá khứ khá phân biệt đều từng trải, chưa từng cũng phân biệt, hành tuy không đầu mối, nhưng đầu có thể được, các sắc như đống bọt, các thọ là bọt nổi, các tường đồng bóng nắng, các hành tận cây chuối, các thước như việc viễn, giỏ tuyết ngày một gần, các hành đồng lúc sanh, cũng đồng lúc trụ diệt. Si chẳng thể tự si, cũng chẳng thể si kia, chẳng ngoài năng có si, mà si chẳng phải không. Vì tư duy bất tránh, các ngu si được sanh, tư duy bất tránh đây, chẳng phải không ngu khởi. Phước vì phước bất động, hành có ba nên biết, lại có ba chủng nghiệp, tất cả không hòa hợp. Hiện tại chóng ngoại diệt, quá khứ không chỗ trụ, vị lai nương các duyên, nhưng tâm lại rong ruổi. Hết thảy cùng theo nhau, không tương ưng cũng vậy, chẳng hết thảy tất cả mà nói tâm tùy chuyển. Nơi đây thảy không dứt, tương tợ không tương tợ, bởi thuận theo ngã kiến, dụng thế tục chẳng không. Nếu nơi sắc thân hoại, tên thân cũng diệt theo, nói đời nay đời sau, tự làm tự thọ quả. Vì trước sau sai khác, vì tự nhân quả nhiếp, tác giả cùng thọ giả, đồng dị không thể thuyết. Đạo nhân không thể dứt, hòa hợp tác dụng chuyển, từ tự nhân sanh khởi và nhiếp thọ sở tác. Vui hí luận làm nhân, hoặc nghiệp tịnh bất tịnh, các chủng từ dị thục,
cục quả ái phi ái. Đừng các chủng dị thục mà sanh khởi ngã kiến, bên trong tự chứng biết, không xác không thể thấy. Phàm phu không hiểu biết, chấp đây làm nội ngã, về ngã kiến làm nương, khởi nhiều thứ vọng kiến. Chủng vì chấp tự chủng, vì trợ bạn tập trước, vì thuận theo lắng nghe, phát sanh nơi ngã kiến. Tham ái cùng với duyên mà sanh khởi nội ngã, do nhiếp thọ hy vọng tập nhiễm theo bên ngoài. Thế gian thật đáng sợ, ngu si nên giữ lâu, chứ khởi ái tàng rồi, do đây hướng hí luận. Chỗ ái tàng của kia hiện thánh biết là khổ, khổ bức bách kẻ ngu không sát na tạm dừng. Bất bình đẳng cột tâm gom góp các khổ kia, gom góp là kẻ ngu chấp ngã duyên khổ vui. Những người ngu cố chấp như voi lún bùn sâu, bởi si nên tăng thượng, hành khắp gây tạo khắp. Đất chia nhiều dòng nước, thế gian dòng nước giữ, lửa gió mặt trời không làm kiệt, chỉ trừ hành chánh pháp. Đời khổ chấp ngã thọ, khổ lạc biết rõ khổ, phân biệt đây khỏi kiến, từ kia sanh, sanh kia. Ý hằng thời nhiễm ô, các hoặc đồng sanh diệt, nếu giải thoát các hoặc, không trước cũng không sau. Không phải kia sanh rồi, sau ý tịnh mà sanh, kia trước không nhiễm ô, nói giải thoát các hoặc. Cái có nhiễm ô đó, tánh rốt ráo thanh tịnh, đã không có sở tịnh, sao đắc có năng tịnh. Vì các trùng tử diệt, vì các phiền não tận, tức nơi đây vô nhiễm, hiển thị, hai sai biệt. Vì tự nội sở chứng, vì chỉ các khổ tận, vì rất hẳn hí luận, tất cả không hí luận. Chúng sanh gọi tương tục và trong tướng pháp tưởng, không sanh tử lưu truyền, cũng không bát niết bàn. Trong đề nương theo thánh nghĩa, thắng nghĩa vô ngã của Bồ Đạt Giả La để tuyên nói về thắng nghĩa giả tha. Vì muốn đối trị hai biên chấp tạp ích và tồn giảm, ở nơi nhiếp thọ nói là chủ tể, ở nơi các nghiệp dụng nói là tác giả, ở nơi các quả báo nói là thọ giả, nửa kệ tụng đều không có chủ tể và tác giả thọ giả như vậy. Tức ngăn chặn trừ bỏ sự phân biệt của ngã đối với tự nghĩa, các pháp cũng vô dụng, tức là ngăn chặn trừ bỏ sự phân biệt của ngã đối với pháp, do đây xả lìa biên chấp tăng ích, dụng truyền chẳng phải không, hiển thị tánh của pháp là có, do đây xả lìa kế chấp biên tột giảm, dụng có ba chủng, một dụng của chủ tể, hai dụng của tác giả, ba dụng của thọ giả, nhân vì dụng đây mà giả lập chủ tể, tác giả và thọ giả. Để nói các pháp mà chưa tuyên thuyết những gì là pháp nên kế đến tụng rằng chỉ có 12 trì nửa kệ tụng, những thứ lớp hữu trì các quần lưu truyền để hiển thị không nắm giữ nhiều loại ngã vi tế, liền năng đối trị chấp về chủ tể, tác giả và thọ giả, nhãn sắc làm duyên, sanh quả là nhãn thức, không có người thọ riêng. Trong đầy hiển thị tức 18 giới nó là tánh thọ giả. Tuy nói đây không chủ, nhưng chưa tuyên thuyết những gì là không có chủ. Vì muốn hiển thị điều này nên kế lại nói xét kỹ tất cả đây, chúng sanh chẳng thể được. Nói xét kỹ tức là do nương và lượng để quan sát hiển rõ điều kia. Chúng sanh nếu là không, sao nói kiến lập thành tựu trong ngoài? Để trả lời nghi vấn đây, kế đến thuyết rằng ở trong và ở ngoài tất cả đây đều không. Điều này hiển thị trong ngoài chỉ là giả kiến lập. Sao nói kiến lập thành tựu hai chủng là năng quán và sở quán, đó là kế đến thuyết rằng kẻ năng tu không đó cũng thường không sở hữu. Sao nói là kiến lập thành tựu hai chủng là thánh giả và dị sanh, đó là kế thuyết rằng ngã, ngã thật không có do điên đảo vọng chấp. Đây hiển ngã của thánh giả và dị sanh quyết định không có tánh ngã chân thật, chỉ do điên đảo vọng kế chấp là có. Sao nói kiến lập thành tựu kia đây, đó là kế đến thuyết rằng ngã hữu tình đều không. Sao nói là kiến lập thành tựu nhiễm tịnh, đó là kế thuyết rằng chỉ có pháp hữu nhân, kẻ nhiễm kẻ tịnh đều không thể có được. Tuy đã thuyết các pháp đều không có tác dụng, mà trừ tuyển thuyết vô dụng như thế nào, đó là kế đến thuyết rằng các hành đều sát ta, còn công trụ uống dụng. Như trước đã thuyết thì sự dụng chuyện chẳng phải không. Sao nói là vô dụng mà có dụng chuyển, đó là kế đến thuyết rằng tức thuyết kia sanh khởi là dụng, là tác giả. Vì quả nên gọi là dụng, vì nhân nên gọi là tác giả, kia sanh khởi, tức là hiển thị từ các xứ, các thức được sanh, kia được sanh vì không phải liền nhãn mà kia được thành tựu. Như trước đã thuyết các pháp vô dụng, ở đây lại hiển vô dụng được có bảy chủng. Một, không có dụng tác dụng, đó là mắt không thể thấy sắc. Hai, không có dụng tùy chuyển, đó là không có khả năng giữ gìn và sai khiến. Như thứ lớp ấy thì chủ tể tác giả đều không có được, nên không có thể tùy chuyển động tác dụng. Ba, không có dụng sanh khác, tức là pháp không thể sanh cái khác. Bốn, không có dụng tự sanh,
tức là cũng không thể tự sanh. Năm không có dụng di chuyển, tức là các duyên có nên sanh chẳng phải do cái cũ cái mới mới có được. Sáu không có dụng diệt khác, tức là pháp không thể diệt cái khác. Bảy không có dụng tự bị diệt, tức là cũng không thể tự diệt. Hỏi, như các duyên có nên sanh, vậy thì các duyên có nên diệt ư? Đáp, có duyên, các duyên có nên sanh, sanh rồi tự nhiên diệt. Như trước đã thuyết, có pháp hữu nhân, muốn hiển thị người tại gia và người xuất gia có pháp có nhân tự tánh tạp nhiễm, cho nên kế đến thuyết rằng lấy hai phẩm làm nương, liền khá đắc sanh đầy. Hai kệ tụng đầy hiển thị có pháp có nhân vô mình ái. Kế tiếp năm kệ tụng sau, từ cầu dò các pháp có nhân cho đến cầu nhường đầu có thể được hiển thị nhân và thể phần sở y sai khác của phẩm tạp nhiễm. Trong đây các pháp có nhân đó là vô minh cho đến thọ, các khổ có nhân đó là ái cho đến lão tử. Lời đây hiển thị ba chủng tạp nhiễm là phiền não, nghiệp và sanh. Vì hai hoặc căn bản hiển thị phiền não tạp nhiễm, duy giữ lấy phiền não tạp nhiễm tối thắng nhưng nói không thể tự tác dụng, lại riêng chú trọng hiển thị nghĩa nghiệp tạp nhiễm. Vì chỗ tạo tác của kia có sự sai biệt, vì quả dị thuộc kia không thể nghĩ bàn, không thể tự tác dụng, vì phải đợi sự trợ bạn của thiện hoặc ác khác dẫn dắt, cũng không dò người tạo, vì phải đợi công dụng của tự mình mà được thành tựu trọn vẹn, không hoài đầy năng tạo, vì cần yếu đợi nhân trước sanh sai biệt mới có sở tác. Trong kệ tụng, không trong cũng không ngoài, tức là hiển thị nương vị lai không sanh tạp nhiễm, nương các hành hiện tại quá khứ năng sanh tạp nhiễm. Giả sử các hành đã sanh, tức do tướng đây không có phân biệt, vì vị lai không có tướng nên không phân biệt như vậy, như đây như vậy. Vì đường lai nhất định không thể biết, nếu không đúng như vậy phân biệt các loại khác nhau, hoặc thời có thể được nếu ở quá khứ, tức có thể phân biệt như đây như vậy. Vì từng có tướng mạo có thể phân biệt, chẳng phải chỉ có từng trải qua mới có thể phân biệt. Chưa từng trải qua tuy không phân biệt rõ ràng nắm giữ tướng mạo, nhưng tùy theo chủng lại cũng có thể phân biệt. Đây hiển thị nương hành hiện tại phân biệt làm nhân sanh các tạp nhiễm. Hành tuy không đầu mối nhưng đầu có thể được. Đây hiển thị thời phần tạp nhiễm sai biệt, vì từ thời vô thủy đến nay thường chuyển theo đuổi, vì sát na mới sanh khởi. Từ đây về sau hiển phẩm thanh tịnh, vì lúc như thật quán đắc thanh tịnh. Hoặc vì tự tướng tức là quán sát như đống bọt, hoặc vì cộng tướng tức là quán sở hữu cộng tướng của hữu vi đồng sanh trụ diệt, hoặc vì thế tục và thắng nghĩa đế, tức là tuy không có kẻ si, không phải không ngu si, vì thế tục do các duyên sanh nên thuyết ngu si, năng si. Lại nữa hiển thị chẳng phải kẻ không ngu mà khởi tư duy bất chánh, cho nên kia là ngu si, sở si. Lại do thế tục tuyển nói các thức theo đuổi các hành như phước, nếu theo thắng nghĩa thì không có sự theo đuổi. Lại ba pháp nên biết, tức là quá khứ, vị là hiện tại, ba chủ nghiệp tức là nghiệp thân khẩu, tất cả chẳng hòa hợp, tức là vì xoay vần không hòa hợp. Sở dĩ vì sao hiện tại chóng hoại diệt, quá khứ không chỗ trụ, vị lai nương các duyên nhưng tâm lại rong ruổi, nếu kia cùng đây lại xoay vần tương ứng với nhau như hành phước nhưng không có sự hòa hợp, đạo lý tâm tương ứng với kia cũng vậy. Như thế sao nói có thật tánh rong ruổi? Điều này thế nào? Đó là tâm cùng các hành kia hoặc tương ứng hoặc không tương ứng, không phải như đây với kia, hoặc có lúc không tương ứng, hoặc có lúc không phải không tương ứng, lại chẳng phải tất cả tâm, hoặc tương ứng, hoặc không tương ứng. Như vậy, nếu nương thắng nghĩa, tâm có thật tánh rong ruổi không thành tựu được, cho nên này sẽ hiển thị nương thế tục mà nói sở hữu nhân duyên của tâm rong đuổi. Nơi đây chảy không dứt, tức trong kệ tụng đầy hiển thị thế tục đế, không phải không có tác dụng của với tùy chuyển, lại nương thắng nghĩa thì không có tác giả và thọ giả. Nương thế hết tục nên được nói đến là tự tạo tác và tự thọ dụng, lại tác giả thọ giả hoặc là đồng hoặc là khác đều không thể thuyết. Vì hiển nghĩa ở đây nên kế đến nói kệ tụng, vì trước sau sai khác, như vậy là thắng nghĩa thì không có chủ tể tác giả, thọ giả chỉ có nhân quả, và nơi tướng nhân quả giải thích thông suốt những nghìn nàn. Tiếp theo năm kệ tụng sau, từ câu đạo nhân không thể dứt cho đến câu phát sanh nơi ngã kiến, hiển thị ở nơi đây khởi ngã chấp điền đảo. Kệ tụng thứ nhất hiển thị tuy không có ngã mà có hậu hữu không bị tuyệt dứt, lại các nhân quả chẳng phải liền một lúc có, chẳng phải từ hết thảy tất cả được sanh, lại con đường nhân đây không có tuyệt dứt được. Trong bốn kệ tụng như thứ lớp giải thích bốn điều nghìn nàn đầy, kệ tụng thứ hai hiển thị tướng nhân quả
Ba kệ tụng sau hiển thị ở trong các nhân quả vô ngã mà khởi ngã điền đảo. Trong bốn kệ tụng đầy hiển thị cảnh sở duyên của kia, chỗ y nương của kia, nhân của kia, quả của kia. Kệ tụng đầu tiên thể hiện cảnh sở duyên kia, từ bên trong sở chứng bởi vô sắc khó thấy, khó có thể tầm tư, cho nên gọi là vô sắc. Kinh nói tướng sắc chính là vì tầm tư, khó nói cho người nên không thể thấy. Kệ tụng thứ hai hiển thị chỗ y nương của kia và quả của kia, phả phù là chỗ nương, các kiến là quả. Kệ tụng thứ ba hiển thị nhân kia đồng sanh ngã kiến bởi sự sanh khởi của kế chấp trung tự chủng tùy miên. Các ngoại đạo phân biệt ngã kiến bởi sự sanh khởi của thói quen trước. Kiến chấp ngoại đạo đây chủ yếu là vì lớp lớp tập quen, vì tư duy bất chánh, lại vì thuận theo người lắng nghe pháp bất chánh mà được sanh trưởng. Trong đây hiển thị do các lỗi lầm của tác ý nương vào sở duyên phân biệt ngã kiến mới được sanh khởi. Kế đến năm kệ tụng sau, từ câu tham ái cùng với duyên cho đến câu hành khắc gây tạo khắc, hiển thị ngã kiến của kia do tập nên thứ lớp phát sanh khổ. Lại tức khổ đầy cùng với ngã kiến là nhân duyên hài khổ, lại năng chướng ngại đối với sự giải thoát. Trong đầy kệ tụng ban đầu hiển thị nơi nhóm tập, kệ tụng thứ hai thứ ba hiển thị a lại ra thức mà hành khổ nhiếp lấy, ái tàng đây rồi lại hướng đến hí luận, đó là ta sẽ có không phải sẽ có, nói ái tàng tức vì nhiếp làm thể của mình, lại khổ đây ở tất cả thời hằng thường chuyển đuổi theo không sát na tạm dừng. Kệ tụng thứ tư hiển thị khổ đây là năng kế chấp ngã và duyên khổ vui. Kệ tụng thứ năm hiển thị kế chấp ngã vì do ngu si nên chướng ngại sự giải thoát, nói tăng thượng tức là vì so với hai khổ khác, nói hành khắc tức là vì chuyển đuổi theo các thọ đầy tạo khắc tức là vì khắp thiện ác vô ký. Kể đến hai kệ tụng sau, từ cầu đất chia nhiều dòng nước cho đến từ kia xanh xanh kia, hiển thị hành khổ mà a lại ra thước nhiếp cộng với cái khác tương tự, lại hiển một việc khác chỉ hành theo chánh pháp mới hết làm cho tận dứt các dòng chảy rất bao ác ở thế gian. Nói những các dòng chảy thì như sáu căn năm thú ba cõi. Nói hành pháp hiển thị hiểu rõ giải thoát biến tri và phược biến tri. Hiểu rõ phược biến tri tức là biết rõ khổ, cũng là rõ biết ta thọ khổ thọ lạc đều nương nơi khổ. Lại phân biệt đây năng khởi các kiến, từ kia được sanh cũng năng sanh kia. Đây hiển thị đã hiểu rõ phược biến tri. Sáu kệ tụng còn lại hiển thị hiểu rõ giải thoát biến tri, đó là ý hằng thời nhiễm ô các hoặc đồng sanh diệt, nếu giải thoát các hoặc không trước cũng không sau, không phải trước vì hằng luôn đồng sanh cùng các phiền não, không phải sau vì cùng hoặc kia đồng thời diệt. Lại hiển thị tướng của giải thoát, đó là không phải kia sanh rồi sau mới thanh tịnh, riêng có ý thanh tịnh khác sanh, tức là kia từ trước đến nay vốn không nhiễm ô nên gọi là giải thoát. Vì thành nghĩa đây nên lại có lời tụng rằng cái có những mô đó tánh rốt ráo thanh tịnh.